Chào mừng các bạn đã đến với kênh NHPD Channel, là kênh Hoa Sen Ban Mai ở hiện tại. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể tăng traffic cho website của các bạn. Thì đối với các bạn mà làm về website thì cái thời gian đầu các bạn luôn cần một cái lượng truy cập để có thể giúp cái website của các bạn có một cái thứ hạng cao hơn trên cái xếp hạng của Google. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng để các bạn có thể hỗ trợ trong việc tăng traffic của các bạn trên website. Thì việc đầu tiên là hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng là 10k hit. Các bạn sẽ lên Facebook và gõ cái chữ 10k hit với mình. Thì nó sẽ đưa các bạn xem một cái website. Thì các bạn sẽ nhấp vào cái đường website này giúp mình. Thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành đăng ký cái tài khoản để các bạn có thể sử dụng cái ứng dụng này. Thì việc đầu tiên các bạn sẽ gõ giúp mình cái địa chỉ email mà các bạn muốn đăng ký. Thì đây mình sẽ gõ cái địa chỉ email mà mình muốn tạo cái tài khoản. Thì các bạn sẽ bấm vào tạo cái tài khoản giúp mình. Thì ở đây là nó sẽ gồm cái phần email là các ID đăng nhập của các bạn, cái display name có nghĩa là cái tên sẽ hiển thị. Ví dụ các bạn muốn gõ cái tên bất kỳ thì đây mình sẽ gõ cái tên của cái trang web của mình. Thì ở đây là cái phần password thì các bạn có thể gõ những cái thông tin. Ví dụ ở đây mình sẽ đặt một cái password đơn giản, nó cell 123. Sau đó ở đây là các bạn sẽ lựa chọn nếu các bạn muốn nhận những cái bản tin, những cái khuyến mãi và những cái giảm giá thì các bạn sẽ nhấp vào đây giúp mình. Còn không có thì các bạn sẽ bấm tạo cái tài khoản này. Thì đây mình sẽ lưu lại cái tài khoản này. Đây. Sau đó các bạn bấm tạo giúp mình. Thì cái tên này đã được đăng nhập, các bạn sẽ ở đây các bạn có thể bấm để có thể nhớ luôn. Nó sẽ thuận tiện cho các bạn. Bây giờ các bạn sẽ bấm lưu. Nếu mà các bạn muốn duy trì cái mà đăng nhập này, các bạn sẽ bấm ở cái nút tích nghỉ của mình. Thì khi mà các bạn đăng nhập vào những lần tiếp theo thì nó sẽ chuyển thẳng cho các bạn vào cái giao diện quản lý. Các bạn sẽ không phải bấm lại password hoặc là cái ID. Thì bây giờ các bạn sẽ bấm login với mình. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn sơ cho các bạn cái cách để có thể sử dụng cái giao diện của 10k hit này. Thì đây là cái nếu mà các bạn để chạy để kiếm điểm thì các bạn sẽ bấm search now giúp mình. Đây, nó kêu là các bạn phải xác nhận tài khoản. Đây, các bạn sẽ coi lại những cái thông tin, ví dụ như là cái địa chỉ tài khoản, những cái thông tin này các bạn sẽ coi lại hết, kiểm tra lại giúp mình xem là nó đã ok chưa. Nếu có các bạn sẽ bấm save lại giúp mình, rồi sau đó các bạn sẽ bấm để nó sẽ bắt đầu chạy làm ơn xác nhận tài khoản. Các bạn sẽ truy cập vào cái Gmail giúp mình. Thì khi mà các bạn đăng ký thì bên 10k hit họ sẽ gửi cho một cái email đến cái Gmail, cái địa chỉ mà các bạn đã đăng ký để chọn cái ID đó, để một các bạn có thể xác nhận cái này. Thì các bạn chỉ việc nhấp vào cái nút đăng ký và cái việc xác nhận của bạn đã thành công. Bây giờ thì bạn đã có thể quay lại và sử dụng cái chức năng, cái tiện ích của cái 10k hit. Thì các bạn sẽ nhấp vào, các bạn lưu ý là phải xác nhận những cái thông tin này. Bạn nhấp vào accept giúp mình. Rồi, bây giờ các bạn sẽ nhấp. Thì cái trang này họ sẽ tự động thì quy đổi ra những cái số điểm cho bạn. Thì đây, khi mà nó chạy hết cái dòng thời gian này thì các bạn sẽ được quy đổi thành những cái số điểm để từ đó các bạn sẽ dùng để chạy cho cái website của mình. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn cách để có thể đặt cái website vào. Thì các bạn sẽ bấm cái website của bạn,
các bạn sẽ bấm Add Style giúp mình. Đây, một loạt cái thì các bạn nhắm tắt rồi set. Rồi, bây giờ các bạn đã có thể, các bạn ở đây mình sẽ nhập cái hot sale, cái địa chỉ, cái trang web của mình. Thì các bạn có thể lựa chọn một cái bài viết bất kỳ, hoặc là các bạn chỉ trực tiếp cái trang chủ. Các bạn sẽ copy giúp mình cái đường link này, các bạn sẽ paste vào đây. Ở đây các bạn sẽ chọn được cái khoảng thời gian mà cái user đó sẽ truy cập vào cái trang web của bạn. Các bạn có thể chọn là khoảng 60 giây. Thì cái thời gian ở càng lâu thì cái chứng tỏ là bài viết của các bạn có giá trị, và Google họ sẽ đánh giá rất cao về điều này. Thì ở đây các bạn có thể chọn là tối đa mà mỗi giờ cái lượt truy cập vào. Ở đây các bạn có thể lựa chọn luôn cái chức, cái lượt mà sau khi mà vậy, ví dụ như là nó đạt tới một cái mức nào đó thì nó sẽ động ngừng lại sau khi mà đạt một cái giới hạn. Thì việc cuối cùng mà các bạn phải chọn là các bạn phải xác minh là cái trang nội dung mà các bạn, trong cái trang của bạn thì nó có an toàn trong cái cho nó làm việc hay không. Thì bạn, các bạn bấm xong những cái thông tin này và các bạn sẽ bấm Add Style với mình. Ở đây đối với những cái bạn nào trong tương lai mà muốn phát triển lên những cái bản pro thì các bạn có thể bấm ở đây, cái bản pro đây. Các bạn nếu mà có muốn là nâng cấp những cái bản cao hơn thì các bạn có thể là bấm và mua nó trên đây, thì các bạn sẽ được những cái tiện ích nó nổi trội hơn, nó thuận tiện hơn cho các bạn trong việc phát triển trang web. Thì nói chung bản pro họ sẽ có nhiều cái tiện ích, ví dụ như bạn có thể chọn khu vực hoặc là những cái mà tiện ích khác giúp bạn tiết kiệm được nhiều cái thời gian. Thì thêm một cái nữa mà mình muốn hướng dẫn cho các bạn là cái này bạn có thể down về trên máy, để tại vì bây giờ mình đã down trước về trên máy rồi thì các bạn có thể down cái ứng dụng này về trên máy để các bạn có thể sử dụng nó một cách thuận tiện. Đó, thì nếu mà khi mà các bạn down về thì nó sẽ nằm ở đây cho trên máy đây, 10k hit thì nó cũng sẽ bật lên giống như vậy. Các bạn cũng có thể down về để sử dụng. Đây, các bạn sẽ có những cái ứng dụng, ví dụ mình sẽ chạy thử cho các bạn. Đó, nó sẽ chi tiết hơn, các bạn sẽ dễ hơn, thì nó sẽ hiển thị cho các bạn. Do mình đã down về trước trên máy nên nó sẽ không có hiện ra ở cái phần website này. Thì đối với các bạn mà chưa down về thì nó sẽ hiện ra ở đây. Đây, các bạn thấy không? Các bạn sẽ bấm phần download ở đây giúp mình. Đó, nó sẽ ghi, nó sẽ chọn ra cho các bạn các thông số phù hợp với cái Windows, cái máy của các bạn. Các bạn sẽ bấm download giúp mình. Đây, thì cái phần này nó đã được down về trên máy của các bạn. Thì các bạn chỉ việc bật lên kiểm tra cái phần download thì các bạn sẽ bấm sẽ mở nó và cài đặt như bình thường. Đây, thì cái việc cài đặt đã hoàn tất, thì các bạn chỉ việc nhấp vô. Thì ở đây là mình đã cài sẵn rồi nên mình sẽ không có cài tiếp theo. Thì các bạn nào mà muốn cài về trên máy để thuận tiện trong cái việc bật cũng như cái việc chạy trên feed thì các bạn cứ việc bấm vào về. Các bạn nhớ lưu ý là các bấm ở phần này nha. Các bạn sẽ bấm vào Open View và các bạn vào Set New này, Set Now, thì các bạn sẽ thấy cái phần download về máy. Thì cái video hướng dẫn các bạn tăng traffic của mình ở video này đến đây xin kết thúc. Thì các bạn nếu mà có nhu cầu muốn xem lại những cái hướng dẫn của mình về những cái thủ thuật trên đối với website thì các bạn có thể nhấp vào cái kênh của mình, thì các bạn nhấp vào cái trang Pixel giúp mình. Thì ở đây mình sẽ lưu lại những cái bài hướng dẫn cũng như những cái tiện ích, ví dụ như cái đường link download đối với những cái sản phẩm này
trên cái mục thư thực công nghệ, thì các bạn có thể truy cập vào cái phần thủ thuật công nghệ này để download cũng như xem những cái bài viết tổng hợp của mình sau khi xem lại video. Thì cái video hướng dẫn của mình đến đây xin kết thúc. Các bạn nếu có ý kiến đóng góp, vui lòng comment ở dưới video thì mình sẽ rất vui nhận được những cái ý kiến đóng góp của các bạn. Các bạn có thể bấm theo dõi kênh để nhận những video mới của mình trong thời gian tới. Thì thân ái xin chào các bạn và hẹn gặp lại.